Hôm nay có cha với anh chị hai xuống mình để lợp lại mái nhà bếp mình quay cho cả nhà xem nhé. Nhà bếp của mình á là cái nó bị hư rồi. Con nó mục nó lủng rồi. Còn ở ở trên đây bây giờ nó bị lủng quá trời luôn. Bữa nay mình làm đơn giản thôi, đừng đừng làm công chuyện sửa phụ cái nhà với chị hai xuống làm phụ nè. Cho nên mình làm riết mới được. Cái này là cải này là cải cũ á, rồi cái nó còn nhỏ nè, dày quá cái người ta nhổ bớt đi á, người ta bán là gọi là cải con á. Cải này á luộc hay nấu canh gì cũng ngon lắm. Còn bầu này bữa nay á, thì mình nấu canh với thịt. Còn đây là thịt để mình muối xả chiên, thịt ba gọi với sườn cộng nè. Mình muối xả mình chiên. Rồi bắt đầu mình làm đây. Em hả? Tính ra cái bếp này mới đây mà 10 năm rồi hả? Ừ. Anh chị hai xuống tới rồi, kêu, cha nữa. Kêu mua nhà đam để dỗ ngày bán hết trơn á. Dạ. Ô. Bán chục chai nhà đam. Đi đi hồi mấy giờ? Mình lấy nó mau, mình dọn mau một hết trơn. Toàn toàn đi hết chị ha. Con nó ở bên Linh này nó 2m8 chiều dài á. Nó có loại 2m8. Ai biết tiền. Lắp ráp đi. Ai chồng lên đại mẹ. Em muốn chồng hay là muốn thấy không trời luôn. Ừ. Trong quán hết trơn rồi. Chồng lên đại nó đi. Cho nên là để mà ở dưới để khói nữa. Chồng lên. À chồng lên tại vì mình có chuyện củi không? Ừ. Nên cho nó đỡ cái lớp trên đúng không? Ừ. Mấy cái cây này còn chắc hơn nè, nó sập thấy màu á. Không phải anh hai coi đi mà. Anh hai ngâm cứu rồi. Cái vụ gì chứ vụ này anh hai hay lắm. Để cho em nó nghiên cứu đi. Cái máy này nè là anh hai với Thuận đồ đợt khoảng 2 năm trước à. Đâu 2 năm trước rồi mà 3-4 năm em nhớ vậy hả? Cái gì à? Mới đi nhanh vậy? Ừ. Em nhớ khoảng 2 năm mà. 3-4 năm rồi đó đâu rồi. Vậy hả? Ừ. Còn ấy thì đi mua kẽm mua đồ thì em nói không biết mua cái gì để em mai xuống làm. Lấy ba cái dây điện. Quá chừng luôn rồi. Hơn đi hơn đi. Ơi chị hai nãy giờ đi lạnh hơn. Hơn lưỡi. Em nấu nước này pha trà hả? Ừ. Cho hai sưởi nguyên cái. Sưởi còn ướt hay vậy? Nãy giờ đi lạnh sưởi nóng đi chị hai. Thì đâu coi coi. Anh hai coi coi. Em đâu có biết đường đêm đó, thôi để anh hai xuống coi. Mình thì đi mua dây kẽm. Đi chợ mua dây kẽm về đưa cho anh hai làm. Nè nè. Cũng là tép đất. Cái này mấy con nhỏ này cho chị hai chỉ cháy chỉ đem về trên chợ. Dạ. Còn tép thì ngon quá. Còn mớ tép này để nấu mì gói cho ăn mì tôm. Ừ. Mì với con tôm là mì tôm. Có tôm nên có tôm thật. Ừ. Mì là tôm thật chứ cái này không phải là hình ảnh mang tính chất minh họa nha. Cái đó anh hai dục ra ngoài coi chừng cái tay nha anh hai. Rồi anh hai dở nãy giờ chống lỏng rồi. Cái cây đó hồi đó cha đóng nó nha. Rồi,
Rồi mời cả nhà ăn sáng nha cả nhà. Dạ, rồi em. Đem cái thang ra cho anh hai ảnh leo lên cái đường bên hông nhà. Rồi bây giờ mình phụ đưa Ton lên cho anh hai ảnh lên cái nóc nhà rồi kìa. Nè anh, Ton quá mỏng luôn. Cầm con tay rồi dạ. Đúng là Ton hai mùa mưa nắng à. Lợi Ton này nó mỏng lét à. Ton này là lần đầu tiên anh hai làm là khoảng 10 năm trước. Rồi sau đó khoảng 3-4 năm gần đây là sửa hết lần rồi. Mấy cái tắp lô ở dưới bây giờ nó còn. Còn Ton trên đây nó mục hết rồi. Lỏng bây giờ thấy ngon lại đó. Dặn hai ngắn con bánh xe không? Dạ. Còn bánh xe nhiều không? Bánh xe hả? Ừ. Dạ, để em đi vòng vòng xin đây. Có anh em đây tay trên này. Anh lên trên này anh ngồi em xin đây. Cái này ngon lắm. Dạ dạ đi có không có đâu qua mà tử ngộ nữa. Dạ dạ dạ. Dạ. Bây giờ đưa bánh xe lên chưa? Rồi để mình đưa bánh xe lên cho anh hai nha. Căng dây cái. Xong rồi. Ớt ở nhà trồng luôn nè cả nhà ơi. Cái loại ớt này trái cũng nhiều lắm nè. Mình cũng không biết nó tên ớt là cái ớt này là ớt gì luôn nữa. Cái giống ớt này của ông anh. Rồi mình xin giống về mình trồng thôi. Có ớt này ăn khỏi phải mua ở chợ. Đưa đi, đưa ra nữa. Thank you.
rồi, cha với anh hai làm nãy giờ, bây giờ đó cái mái nhà nè, cả nhà coi đẹp không? Đó. Nó êm rồi, quá êm rồi. Có thôi bây giờ sáng chân ha. Dạ. Lên lên cái sắt được không? Nè cha lấy đinh không? Việc nhà bếp này bây giờ em mà đây em yên tâm nấu đi, em sợ nấu nó bụi không, mọi chi tiết gì em muốn làm cho ngon lành gì anh nói anh hai nha, anh hai về là anh không biết thì làm nha. Anh hai ngâm cứu cho cái độ hứng nước mưa của em chưa vậy? Dòng rồi vậy? Là nó nè, nó chỉ có một cái bằng lề thôi, kia nó xứng mất rồi. Anh hỏi anh hai hỏi cái kia đâu? chị hai nói chui vô đây lọt hả? Ừ. Mới nãy em sợ bị trên ở trên lộ nhìn xuống thấy à. Cha nói đâu có thấy đâu, có bức tường ở ngoài á, bức tường rồi bây giờ thêm cái này nữa em à. Sau mấy tiếng đồng hồ á, cha anh hai chị hai đồ á chiến đấu thì bây giờ mấy nhà đã quá trời đẹp rồi, ấm cúng rồi, ấm áp rồi, nóng như con giấm rồi ha. Dạ ừ, để cây đó lên là ấm thiệt luôn hả đây? Gió cỡ nè, cũng tốt nữa. Chí này chấp gió luôn hả? Cây 100 năm mà đốn nha, để dằn phun trời ơi. Su nít thấy cưng quá trời hả cha? Chạm chạm. Không chơi đâu á. Dạ. Nó mới ra kia. Thấy ngoan thấy cưng quá trời luôn. Su nít á. Dạ. Bữa hôm kia có lại hả cha? Con nhỏ cũng ngon. Dạ. À cái gì su 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 ni hả? Su nít. Ẩm nó hồi nó nhịn hồi cái nó khóc. Ủa biết lạ rồi hả? Ờ. Sony Sonic toàn là hàng Nhật không ạ? Anh hai đang chế cái đường truyền từ máng xối xuống dẫn nước mưa vô nhà xài. Mấy cái lắp ráp chế biến này anh hai là số 1 luôn á. Chị hai chị làm đang đem về chảnh mớ đó rồi chị để đây ăn. Chị thấy bếp đất ngon quá đó chị Gan. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Rồi cái này là thịt. Thịt muối xả chiên. Cá mặn này ngâm. Rồi canh bầu. Rồi cải củ luộc. Rồi cái món này là hôm qua dịch kho gừng mình còn
Rồi mời cả nhà dùng cơm. Cha em ngồi đây nè cha. Dạ chị hai ngồi đó đi, em có rồi nè. Ở sau lưng em nè. Chép mua đồ khuyến mãi đó anh hai. Em xài đồ khuyến mãi không ạ? À? Em không có mua. Cái ăn dẻo, cái dẻo dẻo qua. Dẻo dẻo anh hai. Mua một bao dẻo cơm. Anh hai chị hai cũng mấy năm rồi mới xuống trà Vinh hả anh hai? Ừ, 3 năm rồi ạ. À. Dạ thì từ cái đợt anh hai làm cái tóc lô tới giờ. Ý, mẹ anh là cái 3 năm em hồi đợt chị hai là trước nữa. Dạ sao? Có xuống thăm ông bác rồi, cũng hay luôn. Đúng rồi. Đang hát. Tao chắc 3 tháng rồi không mấy. Lâu rồi ba xuống rồi trong Tết nữa. Đúng rồi anh nha. Hai phép ạ. sao bữa nay đi chợ Vinh sao anh hai? Vinh ăn cơm ngon quá, nhóc ngồi ăn hết trơn. Mời cả nhà ăn cơm luôn ha. Cảm ơn cha, cảm ơn anh hai chị hai rất nhiều nha. Mình đói rồi mình ăn lại lại ha. Giờ có cái mái nhà ngon lành lại rồi đó. Cũng sao rồi. Nó trời mưa nó mới làm nhưng mà sao gì nữa. Nhà dột cột xeo, cột hiu mà. Cũng như không có cho để ăn cơm luôn. Dạ dạ. Chị anh để máy rồi. Rồi em vô liền. Sao bây giờ sao? Cưng ăn cưng cầm đi anh ăn. Dạ. Rồi anh no rồi anh ăn cưng cầm. Vậy ha. Rồi quyết định vậy đi anh Lai ơi. Ông chưa nghe, ông chưa hiểu tới nữa đó. cưng cầm anh em mình. Luôn. Em thông minh lắm, anh nói 3 lần là em hiểu à. Cuối cùng là anh ăn không á. Đây bông nha đam nè nha cả nhà. Cái cây này lên được 2 cái bông. Dạ, mấy năm rồi đó. Thời gian trôi qua dạ ngộ thế đó giờ con mới thấy á. Một lát hay ra lựa một cái cặp nào đẹp đẹp đi về tránh chồng kiển được cái bự đi nhổ ra đi, chứ anh hay đem nguyên cái chậu về thì nó bị nặng không đâu. Có anh em để vô cái bọc vậy nè anh hai, máng lên xe đó nó còn hơn hả. À, đừng đem đất à, đúng rồi lựa. Dạ. Đẹp đẹp đi cái tết đem vô luôn rồi cái khỏi cái đèn chim bông thế sao. Ủa em thấy ở dưới này nè anh hai, vậy nè một bẹ hơn một ký lô á, một cái bẹ ủ nó ủ dữ lắm, đẹp lắm, anh ta để ta chân trước bằng kiển luôn á. Ờ vậy anh có ba xe dừa đó anh. Ừ. Để dưới lát lựa cặp đẹp đi. Trời ơi dầm cứt bò phân bò nó nhóc không còn nhiều chứ không tốt ơi. Không tốt bằng nó nóng nè, nó có đất, nó có mụn dừa, nhất là mụn dừa ngon lắm nha. Cái mặt cái mía này anh hai tháng mưa cũng vẫn ngọt luôn nha. Ờ nó được cái vậy đó. Nhưng bởi vì mấy cái dạng dạng như nó trời ngọt rồi. Mấy người mà dạ. Bán nước mía cái tháng này là mía mới ngọt rồi phải không? Nhưng mà tháng mưa vẫn ngọt luôn, cái loại này là nó ngọt luôn. Trời. Bởi vì mấy người bán nước mía người ta khoái lắm, người ta hay lại đây mua. Anh hai đất của anh hai dung phân đồ anh hai. Không cái cây đó nhỏ anh hai. Mới mốt là nó ra cây con luôn anh hai. Để đi, kệ đi. Không lấy cây trong chậu đi nó mới xứng với này. Kệ nó đi, vấn đề đi. Vô, cây ở trong chị hai ơi, cây ở trong với cây này nó một cặp với nhau. Nó rồi, vậy mới đẹp. Từ mình trồng nó bự lên cái gì. Dạ được rồi, chị vô trong đi. Dạ dạ. Cần gì mà cho nó sớm. Dạ được rồi. Hai em dịnh cho anh hai nhỏ. Cái lậu sao mà nó sức hơn đi. Cái này chậu đất. Thôi, cho nó nhổ. Hay là khửi lấy dao khửi cái đi em ơi. Nhổ đại đi, nó không sao đâu. Bây giờ nó có gãy đi nữa anh hai chồng cũng vẫn sống. Hai nhổ vậy mới hay đó. Đó nguyên rễ lên vậy mới ngon. Cây con rồi. Cây con. Dạ. Chồng tiếp. Đây cây con chồng vào bữa nó lớn. Bây giờ cha với anh hai chị hai về Vĩnh Long. Rồi cha về khỏe.
nay chị Hai về khỏe. Dạ. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Chí Nhân xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.